Bình Thuận phát hiện 15 người có cả trẻ em trong thùng xe đông lạnh vượt chốt. Lực lượng cảnh sát giao thông Bình Thuận đã yêu cầu một tài xế xe đông lạnh mở khóa thùng xe và bất ngờ phát hiện bên trong thùng xe chở 15 người trong đó có một trẻ em. Ngày 13 tháng 9 năm 2021, phòng cảnh sát giao thông PC08 công an tỉnh Bình Thuận cho hay cơ quan này hiện đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Tân để tiếp tục điều tra làm rõ nhằm xử lý những lái xe liên quan thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2021. Tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A thì phát hiện xe đông lạnh mang biển kiểm soát 51G38214 đang đậu trong sân một quán cơm, xã Tân Đức Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, có dấu hiệu nghi vấn. Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành làm việc với lái xe tên Lê Văn Tuấn và yêu cầu tài xế mở khóa thùng xe đông lạnh thì bất ngờ phát hiện bên trong thùng xe chở 15 người trong đó có một trẻ em. Tại thời điểm kiểm tra, một số người có biểu hiện khó thở. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu lái xe đông lạnh mở cửa hông và đưa tất cả những người bên trong xe về chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân để làm rõ vụ việc. Qua làm việc với tài xế và 15 người trên xe đều xuất trình kết quả test nhanh âm tính với xa, cột hai hiện còn hiệu lực. Tài xế Lê Văn Tuấn khai nhận đã đón 15 người này từ một xe khách chở từ bến xe Long Khánh, thuộc tỉnh Đồng Nai, qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 Bình Thuận với giá 700.000 đồng trên người nhưng không nhớ biển số xe khách. Ngay lập tức, trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân triển khai phối hợp truy tìm xe khách liên quan. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, cảnh sát giao thông đã phát hiện xe 7 chỗ 61A 31027 đang đậu trong một cây xăng ở km 1764, Hàm Tân nên kiểm tra. Tại đây, lái xe đã thừa nhận đang chờ đón khách từ xe đông lạnh. Đồng thời, lái xe còn cho biết thêm một xe bảy chỗ khác cũng đang chờ đón người từ xe đông lạnh. Trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân triển khai truy xét nhanh và phát hiện xe 75A 17078 đang đậu trong một cây xăng khác ven quốc lộ 1A cách đó 6 km. Cũng tại thời điểm kiểm tra, lái xe này đã thừa nhận cả hai xe bảy chỗ chở 15 người từ Đồng Nai về các tỉnh miền Trung như Quảng Trị và Thừa Thiên, Huế. Tuy nhiên, khi đến Long Khánh, Cả hai đã móc nối thuê lái xe đông lạnh chở từ Long Khánh, thông chốt qua Bình Thuận để tiếp tục đón số người trên tiếp tục đưa về quê, về vụ việc, được biết, trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân hiện đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Tân để tiếp tục điều tra làm rõ có hay không đường dây đưa người vượt chốt. Đồng thời, cảnh sát giao thông bàn giao hồ sơ cho thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt và yêu cầu cả ba lái xe đưa người quay về nơi xuất phát.